Avoir vu le premier module sur cette histoire un peu Sau module đầu tiên về câu chuyện người khởi nghiệp, để làm nổi bật và nâng cao nhận thức về cách tiếp cận với việc tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp, chúng ta sẽ sang module thứ hai. Tôi cố tình đưa nội dung này vào module thứ hai là khả năng giao tiếp. Khả năng giao tiếp, tại sao? Giao tiếp, chúng ta có ở các doanh nghiệp, chúng ta thường có một cái nhìn nhận hơi tiêu cực về giao tiếp. Cuối cùng, giao tiếp có lúc là được xem như một kiểu tuyên truyền. Đó là nói về một cái gì đó mà công ty không nhất thiết phải làm. Đó là trình bày mọi thứ một cách hơi tô điểm mà không nhất thiết là luôn luôn đúng. Đây không phải là trường hợp. Ý tôi là khi bạn đứng một mình trước mọi người, khi bạn phải tự giới thiệu mình trước mọi người, bạn chỉ có một mình và mọi người sẽ nhanh chóng đánh giá thực sự là những gì bạn trình bày là vững chắc hay là chỉ đơn giản là bôi vernis, tô điểm. Nhưng bạn sẽ luôn luôn phải bật chế độ giao tiếp, communication mode, chế độ giao tiếp. Trong thực tế, bạn chỉ có một mình và bạn phải chia sẻ, bạn phải có ảnh hưởng, bạn phải khiến mọi người gắn kết với mình, chấp nhận cách suy nghĩ của bạn, và đó thực sự là một điều quan trọng. Có một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều và tôi không thích nó lắm, đó là truyền giáo. Tôi không coi mình là một sứ đồ hay là một nhà tiên tri. Nếu bạn muốn, nhưng ngoài điều đó, điều quan trọng là phải làm sao mà ý tưởng của bạn được hiểu rõ. Bởi vì chúng ta không ảo tưởng. Nếu người khác không hiểu bạn, đó là lỗi, không phải lỗi của họ, đó là lỗi của bạn. Đó là để nói rằng chính bạn là người phát biểu, sẽ là người cung cấp thông tin cuối cùng. Do đó chính bạn với tư cách là người phát biểu phải đảm bảo rằng thông tin của bạn đã được cung cấp, cuối cùng đã được hiểu một cách rõ ràng. Tuy nhiên, có những biện pháp nhận phản hồi, vân vân, nhưng mà chúng ta không đi vào chi tiết. Nhưng để chắc chắn rằng những gì bạn nói đã được tiếp nhận để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, chúng ta đang trong vòng lặp lại, như chúng ta đã thấy ở trong mô hình kinh doanh. Mọi thứ về cách trình bày hiệu quả được dựa vào các module này. Tôi thực sự dựa vào các module mà tôi đã học để quản lý dự án tại Project Management Institute đã cung cấp cho tôi những khái niệm cơ bản. Tuy nhiên, tôi chỉ dùng một số trích đoạn. Đó là những cơ sở về giao tiếp, cách tự giới thiệu, sự nhận thức của người khác. Nghĩa là tùy thuộc vào nhận thức của người khác, bạn sẽ điều chỉnh thông điệp của mình. Trên thực tế, đây là một bài tập nhỏ, chúng tôi sẽ không thực hiện. Nhưng nếu bạn đứng trước màn hình của bạn, tôi hỏi bạn một câu, hãy nghĩ về một bài thuyết trình gần nhất mà bạn đã từng nghe. Bài thuyết trình gần nhất mà đã gây ấn tượng với bạn. Lúc đó cái gì đã gây ấn tượng với bạn? Có phải do người trình bày? Có phải bởi nội dung? Có phải do cách tổ chức? Hãy nghĩ về tất cả những điều đó. Bạn phải cố gắng giải mã vào những gì đã gây ấn tượng cho bạn và hiểu lý do tại sao. Bởi vì rằng cách hình dung được những thứ đó, bạn sẽ dần dần hiểu được và làm chủ được chúng. Và cuối cùng bạn sẽ có khả năng giao tiếp tốt hơn. Trước khi đi vào chi tiết, đây là những con số để tham khảo. Sẽ luôn luôn có những nghiên cứu được thực hiện theo thứ tự cường độ. Điều quan trọng cho kỹ thuật giao tiếp là phải biết rằng có 3 yếu tố riêng biệt. Thứ nhất, thông tin phát âm, verbal, tức là nội dung, là thông điệp của bạn. Yếu tố thứ hai là bán phát âm, paraverbal, nghĩa là ngữ điệu. Đó là tôi sẽ nói mạnh hơn, tôi sẽ lên giọng, tôi sẽ tăng tốc độ, tôi sẽ giảm tốc độ, tôi sẽ hạ giọng. Vậy tất cả những động tác đó làm nên các yếu tố bán phát âm, paraverbal. Bằng cách dùng các yếu tố bán phát âm, bạn sẽ nhấn mạnh được ít nhiều một số nội dung trình bày của bạn. Bạn có đồng ý với điều đấy? Yếu tố cuối cùng ở đây là phi ngôn ngữ. Phi ngôn ngữ, đó sẽ là thái độ của tôi. Ví dụ, ở đây tôi đang đứng trước mặt các bạn. Đó sẽ là cử chỉ của tôi. Tôi di chuyển cánh tay của mình, tôi băng qua chúng để có một hình ảnh động, để giữ sự kết nối với bạn. Và sau đó là cách nhìn vào mọi người. Tuy nhiên, việc này khi đang quay phim là hơi khó quản lý. Nhưng khi bạn ở trong một căn phòng với 50 sinh viên, bạn sẽ cố bắt mắt người khác, đầu tiên để kiểm tra mọi thứ được cảm nhận như thế nào. Và sau đó để cố gắng nhắc nhở mọi người để khôi phục lại sự kết nối nếu như có một khoảnh khắc mất tập trung. Vậy ở đây có những con số các bạn có thể tham khảo.
Nhưng những con số này còn phụ thuộc vào môi trường văn hóa nữa. Bạn phải nhớ rằng là sau khi bạn phát biểu, người nghe chỉ nhớ lại một chút về bài phát thuyết trình của bạn, 7% nội dung của bạn, 38% là cách bạn thể hiện nó, và 55% là cách bạn đã sống với nó. Bởi vì trên thực tế, phi ngôn ngữ là cách bạn sẽ sống với nội dung của bạn. Điều đó chỉ ra rằng tư thế, cử chỉ, dáng vẻ của bạn là cách bạn đang và đã sống. Nếu bạn biết những người ở đây, tôi đã lấy một ví dụ, một người bắt đầu đọc một thứ gì đó một cách đơn điệu, không di chuyển, v.v.v. sẽ không ai nhớ được những thông tin đã được cung cấp, tức là nội dung được giao tiếp theo kiểu này. Vì vậy, mọi thứ phụ thuộc vào cách bạn quản lý quá trình giao tiếp đó. Hãy nhận ra điều đó. Những con số có thể thay đổi, nhưng ba yếu tố này là không thay đổi.